Thì như các bạn biết là hội nghị lần thứ 37 khu vực Đông Á của Việt Nam giữa ASEAN với lại Trung Quốc, ASEAN cộng 3 gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, ASEAN Mỹ rồi ASEAN Australia, New Zealand đã diễn ra trực tuyến và chủ trì cuộc họp lại là Việt Nam chúng ta. Thì đây là một cái cuộc đây là một cái hội nghị có thể nói là cực kỳ thành công trên mọi phương diện, thành công trên kể cả là vai trò vị trí lãnh đạo của Việt Nam. Thì như chúng ta đã biết được là với cái khẩu hiệu đó là hội nhập, gọi là gì, liên kết và chủ động thích ứng, thì rõ ràng Việt Nam chúng ta đã thực hiện đầy đủ cái vai trò rồi là cái lời nó thực hiện được tất cả những cái mục tiêu mà mình đề ra khi mà Việt Nam nhận chức gọi là chủ tịch cái ASEAN luân phiên. Thì tại sao gọi là có nghĩa là dưới cái trong một cái năm mà có thể nói là gặp rất nhiều khủng hoảng của ASEAN, thì dưới sự chủ trì của Việt Nam cũng như dưới sự lãnh đạo của Việt Nam thì các nước ASEAN đã xây dựng được một cái cộng đồng cực kỳ đoàn kết trong cái việc phòng chống dịch rồi cũng như là trong việc phát triển kinh tế cũng như là đối ngoại ngoại giao, một cái sự liên kết nhất quán, không có sự chia rẽ của ASEAN vừa rồi. Và chúng ta thấy được là tiếp tục một cái điều nữa để thể hiện cho cái việc liên kết, đó là việc ASEAN lần đầu tiên xây dựng riêng cho mình một cái kho gọi là dự trữ y tế, đúng không? Dự trữ y tế dự phòng. Thì cái kho này đó với sự đóng góp là một nửa là của Việt Nam, tức là kho dị trị giá 10 triệu USD thì Việt Nam đã đóng góp 5 triệu. Đồng thời dưới sự chủ trì của Việt Nam cũng như là với cái sáng kiến của Việt Nam thì đã kêu gọi được rất nhiều các nước khác ủng hộ gói kho này. Tiêu biểu là Mỹ đã đầu tư 87 triệu USD để ủng hộ cái kho dự trữ vật tư y tế của khối chung ASEAN cũng như Australia thêm 1 triệu và các nước khác đều cũng đã có đóng góp. Có thể nói là mặc dù là vừa mới thành lập nhưng mà kho này đã có trị giá cả 100 triệu USD để phòng chống dịch Covid chung của cả khối, thì đó là một điều thể hiện sự đoàn kết cũng như là những cái hoạt động chung đi vào thực tiễn của ASEAN khác với lại những cái lời tuyên bố trước kia đó. Thế còn tại sao gọi là hội nhập và thích ứng, gọi là gì, là chủ động thích ứng, thì như các bạn đã biết là với tình hình kinh tế với tình hình chính trị hiện nay đó, thì việc cạnh tranh chính trị cũng như kinh tế giữa các cường quốc lớn như Trung Quốc, Liên Xô và Trung Quốc, Nga và Mỹ nó làm cho các nước rất là khó, đặc biệt là trong cái cuộc bầu cử sắp tới của Mỹ thì cũng chưa biết đường hướng chính trị của Mỹ ra sao và cái xu hướng của các nước phải ứng phó với lại cái điều kiện chính trị mới như thế nào. Tuy nhiên việc tại Việt Nam trong cái hội nghị lần thứ 37 này thì các nước ASEAN cùng với Trung Quốc cộng với Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản, 15 nước đã ký một cái hiệp định thương mại tự do được viết tắt là ERCEP, đó đọc qua qua có thể gọi là RCEP đó. Thì cái thương mại tự do là thương mại tự do này nó tạo ra một cái khối kinh tế, một cái khu vực tự do mới, nó có cái số lượng dân, gọi là số lượng cái thị trường có thể nói là hơn 3 tỷ dân cộng với lại khoảng hơn 2.000 tỷ, đúng không? Hơn 2.000 tỷ rồi, hơn 3.000 tỷ à? Hơn 3.000 tỷ USD. Thì đó là một trong những thị trường mà người ta nói là chiếm vào khoảng 40% nền kinh tế thế giới. Thì từ cái thị trường tự do này ấy, thì rõ ràng các nước ASEAN ấy sẽ không cần phải quan ngại đến cái việc lựa chọn bên nào trong cái cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, thì cái đó là cái mà được gọi là chủ động thích ứng. Và cũng như giống như là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của chúng ta hôm nay đã phát biểu, khi người ta hỏi ông John Biden hay Mỹ hay là ông Donald Trump làm tổng thống nước Mỹ thì quan trọng với Việt Nam, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của chúng ta đã trả lời là gì, là dù là ông John Biden hay là ông Mỹ ông xin lỗi các bạn, ông Donald Trump có làm tổng thống đi chăng nữa thì Việt Nam và Mỹ cũng vẫn là những người bạn tốt của nhau. Có nghĩa là nói thẳng một câu là quan hệ Việt Mỹ hay quan hệ chính trị nó không liên quan đến tổng thống dù là ai đi chăng nữa, bởi vì tất nhiên là các nước ASEAN cũng như là Việt Nam
cũng chưa hề nói đến cái câu chuyện đấy là cái tiêu chuẩn nhân quyền mà ông Joe Biden sẽ đặt ra. Tuy nhiên, cái quan hệ giữa Việt Nam hay ASEAN đối với Mỹ nó chủ yếu nằm ở mặt gọi là tôn trọng về chủ quyền thể chế cũng như là tôn trọng đặc biệt là các lợi ích về kinh tế, thương mại. Đó. Thì chúng ta tin tưởng rằng là dù là ông Joe Biden hay ông Donald Trump thì chúng ta vẫn cứ bình thường, không hề có cái câu chuyện mà khác biệt, không có nhiều khác biệt. Không có Mỹ trong hiệp định đấy, tại sao vậy Lưu Ly? Hiệp định này là hiệp định ở khu vực Đông Á, những cái chuỗi khu vực Đông Á các bạn biết đấy nè. Cái này đấy là nó hiệp định này đáng lẽ ra nhá, trước đây đấy là nó có thêm Ấn Độ. Thế nhưng mà Ấn Độ vì một lý do nào đó, người ta cảm thấy nó không được công bằng thì Ấn Độ xin rút ra trước. Chứ đáng lẽ ra trước đây cái khối này nó gồm các nước như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, các nước ASEAN, Australia và New Zealand cộng với Ấn Độ thì tạo ra một cái thị trường hơn 4 tỷ dân. Thì đây là một cái thị trường cực kỳ lớn và cực kỳ mở, nó có thể coi là cái hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới. Thế nhưng mà Ấn Độ vì một lý do nào đó người ta đã rút ra. Có thể cũng giống như là có thể là Ấn Độ muốn học ông Donald Trump rút ra khỏi TTP chẳng hạn. Đó. Chứ nó không có Mỹ. Cái vấn đề ở đây là chúng ta thấy được là ASEAN đã xây dựng được một cái hình ảnh, một cái vị trí trung tâm của thế giới, là một cái khối có thể nói là rất trung tâm trong các vấn đề thế giới. Trong các cuộc họp chúng ta thấy có Trung Quốc tham gia, có các nước như Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, New Zealand và Mỹ đều được mở cái hội nghị để xoay quanh các vấn đề trên thế giới. Thì đó là gì? Đó là trong cái năm vừa rồi có thể nói là rất nhiều các chuyên gia, rất nhiều các nước, ví dụ như Tổng thống Moon Jae-in của Hàn Quốc chẳng hạn, đã phải lên tiếng rằng là đánh giá rất cao cái vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong năm nay, bởi vì một năm mà nó có nhiều biến động như thế này. Thế nhưng mà dưới sự lãnh đạo của Việt Nam thì ASEAN vẫn nổi bật lên như là một cái nhân tố rất là quan trọng. Và bây giờ các nước đến để mà bàn luận cũng như là đưa ra sáng kiến cũng hợp tác cùng ASEAN là rất lớn. Đó. Thì có thể nói là một cái rất là nổi bật của Việt Nam năm nay. Có thằng tàu thấy rất mệt. Ok, cái câu chuyện của tàu thì nó mệt đúng không? Thế nhưng mà chúng ta cũng phải lên nhớ rằng nền kinh tế của Việt Nam đấy, chúng ta lên nhớ nền kinh tế của Việt Nam chúng ta phát triển nó cùng với lại sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc. Lý do tại sao? Bởi vì Trung Quốc nó vẫn là một trong những cái đầu mối để cung cấp các cái vật liệu, những cái nhiên liệu để cho các nền kinh tế vận hành. Bởi vì sao? Bởi vì vốn dĩ nó đã thành công trong việc xây dựng cái đầu chuỗi cung ứng rồi. Nếu như bây giờ ngay lập tức chúng ta tách ra, chắc chắn là sẽ không thể. Bởi vì sao? Bởi vì như các bạn biết, Việt Nam và Trung Quốc hiện nay là đối tác thương mại lớn nhất của nhau. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Với cái tổng xuất nhập khẩu của hai nước nó đã là rơi vào khoảng 100 tỷ trong vòng 9 tháng vừa qua. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cần phải nhập khẩu các nhiên liệu của Trung Quốc, những cái vật liệu hoặc là những các cái ví dụ như vải vóc, tất cả mọi thứ để chúng ta sản xuất sản phẩm. Chưa hề có một nước nào có thể thay thế được nó. Mặc dù chúng ta có thể nhập được từ Hàn Quốc, có thể nhập được từ các nước khác thật, nhưng mà nó không thể đa dạng và nó cung ứng được tất cả mọi cái nhu cầu của Việt Nam được. Nên rõ ràng là chúng ta cũng phải có một cái chút gọi là vẫn phải đồng hành với nó dù muốn hay không muốn. Thế nhưng chúng ta cũng phải lên nhớ rằng Mỹ là một cái thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng vừa qua, trong mấy năm gần đây, đúng không ạ? Và vừa rồi chúng ta đã xuất siêu sang Mỹ tầm vào khoảng hơn 40 tỷ USD. Thế nhưng chúng ta nên nhớ rằng nền công nghiệp, nền kinh tế của ta cũng không thể phụ thuộc vào một mình Mỹ được. Chúng ta biết được là một cái nền kinh tế của Trung Quốc vừa rồi đó. Các bạn biết là một cái công ty Alibaba nó bán hàng trong có một ngày lễ độc lập là 11 tháng 11 vừa rồi. Lễ độc thân. Tức là ngày lễ độc thân 11 tháng 11 đó. Một cái công ty Alibaba thôi mà nó bán 57 tỷ USD hàng hóa trong một vòng có một ngày như vậy thôi. Đó là một thị trường cực kỳ lớn, một thị trường cực kỳ tiềm năng. Tại sao chúng ta phải bỏ bong bóng để hoặc là bỏ bên này bỏ bên kia?
chúng ta cần thị trường Trung Quốc, chúng ta đầy cái một cái thị trường đầy tiềm năng của Trung Quốc và cũng là một cái nơi cung ứng các cái vật liệu để chúng ta sản xuất, đúng không? Nguyên liệu ok đó, các bạn thấy đó. Cho nên là Việt Nam cũng như các nước ASEAN, như thủ tướng đã nói là chúng tôi rất là nhất quán trong cái vấn đề là gì, muốn trở thành một cái vai trò trung tâm và không hề bị ngả theo bất cứ nơi đâu. Và cái hiệp định RCEP này đó, nó có thể là một trong những cái cách mà các nước ASEAN tránh được cái cơn bão, cái mắt bão lịch sử việc Trung Quốc và Mỹ đập nhau. Bởi vì dù hai bên đập nhau đi chăng nữa, nhưng chỉ cần ASEAN đoàn kết thì cái việc là các nước kia phải tôn trọng cái hình ảnh của ASEAN là chắc chắn. Một nước nhỏ thì có thể là sẽ bắt phải chọn phe, nhưng cả một khối ASEAN thì các nước phải chọn ASEAN. Đó là cách mà chúng ta chủ động thích ứng, đúng không? Đó là cách mà chúng ta chủ động thích ứng. Ok, đó là có thể nói là hội nghị lần thứ 37 tại Hà Nội đó là một trong những cái hội nghị có thể nói thành công nhất trong lịch sử ASEAN, với hơn 80 văn kiện được ký kết, với rất nhiều sáng kiến được đưa ra từ rất nhiều nơi, ví dụ như Nhật Bản, Hàn Quốc. Ông Moon Jae-in Hàn Quốc thì đề xuất là tạo ra một cái khu vực đoàn kết để mà chống lại dịch Covid. Rồi Lý Khắc Cường của Trung Quốc thì muốn là thúc đẩy đoàn kết để bảo vệ sự ổn định hòa bình chính trị ở trong khu vực. Thế rồi Mỹ thì đề xuất là sẽ phát triển thêm về các cái kiểu như bảo vệ chung nguồn lợi, rồi bảo vệ chung luật pháp quốc tế các kiểu. Từ rồi Nhật Bản, Úc cũng như là New Zealand đều có những cái sáng kiến của mình. Đấy là gì? Khi họ đưa ra nhiều sáng kiến đó thì chứng tỏ ASEAN đã trở thành một nhân tố cực kỳ quan trọng. Và cái đó là gì? Đó là sự thành công của một khối, đúng không? Đó là sự thành công của một khối. Bình thường ra khi mà nếu như chúng ta có thể coi là trước đây ASEAN là một cái khối mà không được nhiều sự tôn trọng từ các nước lớn. Thế nhưng lần này chúng ta thấy được là sự ủng hộ, là viện trợ của các nước lớn tăng lên. Rồi các vấn đề thế giới được các nước lớn đưa đến ASEAN bàn bạc một cách nhiều hơn. Thậm chí Singapore muốn mở cửa hội gọi là biên giới với các nước đi. Có nghĩa là bây giờ là người ta đang đóng cửa, việc đi lại hơi khó khăn. Thì việc bây giờ Singapore hay là Indonesia có những cái đề xuất rất là mang tính toàn cầu. Thì đó là cái việc là một cái ASEAN năng động, một ASEAN trung tâm và một ASEAN ổn định phát triển, đúng không ạ?